Chào mừng các bạn đến với kênh Tôi Là Người Củ Chi. Hôm nay mình xin được giới thiệu với các bạn là hai bộ mẹ con các bạn. Bộ mẹ con đầu tiên, bộ mẹ con cái xin nè các bạn. Bộ mẹ đúng gốc là một luôn các bạn. Cái xin nè, cao huy đủ 1m1 bò. Hoài đen hui, sai tích nghiêm chỉnh nha các bạn. Đó, cái xin nè, rúng nè. Cái xin rúng chiền nha các bạn, nhưng mà hơi ít chút nha. Yếm nè, rúng yếm đồ nghiêm chỉnh các bạn. Không lan giá nha. Cao huy đủ 1m1 bò. Bộ mẹ chữa 3 hàng các bạn. Chữa bò xin 3 tháng, bao chữa bao khám, bao lòi luôn các bạn, ôm chữa lứa thứ 3. Bộ mẹ con này thì chủ báo giá là 33 triệu các bạn, 33 triệu. Đó, bò mẹ nè các bạn thấy không? Mẹ cao huy đủ 1m3 bò các bạn. Cái xin lông đuôi thì 100. Qua đen, sái tích nghiêm chỉnh. Bò mẹ nè, rúng yếm nghiêm chỉnh, mẹ đúng chiền luôn các bạn. Đỏ heo, không lan giá. Mẹ cao huy đủ 1m3 bò. Ôm chữa lứa thứ 3, 3 tháng, chữa bò xin, bao chữa, bao khám, bao lòi các bạn. Giá 33 triệu bộ mẹ con này các bạn. Đó, anh em nào, bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chú bò mình, comment dưới màn hình video các bạn. Bốn vú đều nè, rúng chiền nè, không lan giá nè, chữa 3 tháng các bạn, chữa xin 3 tháng. Ăn uống rất là giỏi các bạn, bò hóa đồng nha, dè cắn cùng mình luôn các bạn. Đó, bò hóa đồng nha, nên ăn uống rất là giỏi các bạn. Đó, con này gian cắn này các bạn không, chân móng là móng sò hoàn thiện hết các bạn. Giá 33 triệu bộ mấy con này các bạn, 33 triệu. Đó, anh em nào, bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chủ bò các bạn, mình comment dưới màn hình các bạn. Đó, các bạn thấy nó ăn không, nó ăn nó uống rất là giỏi các bạn, chân móng là móng sò hoàn thiện hết các bạn. Đó, chữa mẹ này chữa 3 tháng các bạn, chữa bò xin 3 tháng. Đó, cao huy đủ 1m3 bò, rúng rúng chiền, yếm yếm dày, chân móng móng là móng sò. Đó, sái tích thì nghiêm chỉnh luôn các bạn, sái tích thì nghiêm chỉnh. Giá là 33 triệu các bạn, bộ mấy con này đúng gốc 51 luôn các bạn, 33 triệu. Mẹ lông đuôi 100, lông đuôi luôn các bạn thấy không. Qua bò mẹ cũng đang khui các bạn, chân móng là móng sò hoàn thiện hết. Giá 33 triệu bộ mấy con này các bạn. Anh em nào, bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chủ bò các bạn, mình comment dưới màn hình các bạn. Bò con các bạn không, bò đen, chân móng sò, cao huy đủ 1m1 bò, không lan giá, sẽ tích nghiêm chỉnh hai mẹ con luôn các bạn. Nết ăn nè các bạn không, nết ăn nè, hai mẹ con nè, rất là giỏi luôn các bạn, nết ăn rất là giỏi. Giá 33 triệu các bạn. Còn đây bộ mẹ con tiếp xe, cái xin tiếp theo nè các bạn. Đó, cái xin nè, rúng nè, hai mẹ con đều rúng yếm nghiêm chỉnh các bạn. Mẹ này cao 1m25 bò, sái tích đồ nghiêm chỉnh hết các bạn, rúng yếm đồ nghiêm chỉnh. Bà mẹ dẫn cái xin lứa đầu tiên các bạn, bà mẹ dẫn cái xin lứa đầu tiên. Đó, bà mẹ gắt nọc được 10 ngày các bạn, gắt nọc xin được 10 ngày. Bốn vú đều, chân móng hoàn thiện. Đó, chân móng hai mẹ con đều hoàn thiện hết các bạn. Bò mẹ rúng nè, mẫu Bombay các bạn. Nó ăn uống hai mẹ con cũng rất là giỏi các bạn. Cái xin được tầm 2 tháng tuổi các bạn. Cái xin được tầm 2 tháng tuổi. Bộ mẹ con này thì chủ báo giá là 25 triệu các bạn. 25 triệu. Đó, bộ mẹ con này thì chủ báo giá là 25 triệu các bạn. Anh em nào, bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ các bạn. Đó, con này tầm 2 tháng tuổi hơn các bạn. Đó, lông đuôi 100, mẹ thì gắt nọc được 10 ngày. Đó, mẹ mẫu Bombay cao 1m25 bò. Hai mẹ con đều là móng sò hoàn thiện hết, sái tích hai mẹ con đều nghiêm chỉnh hết các bạn. Sái tích hai mẹ con này đều nghiêm chỉnh hết, giá 25 triệu các bạn. Giá 25 triệu. Đó, anh em là bạn bè nào gần xa có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chú bò mình, comment dưới màn hình các bạn. Mẹ dẫn cái xin này lứa đầu tiên luôn các bạn. Bà mẹ dẫn cái xin là lứa đầu tiên luôn. Đó, bà mẹ gắt nọc được 10 ngày luôn các bạn. Giá 25 triệu. Giá 25 triệu. Và bây giờ mình xin được kết thúc video tại đây các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.